Hello anh em nha, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Ngày hôm qua mình làm con Aliku đi rừng thì cũng có vài anh em vô nói mình làm con Ten Full Dam với lại con Helen đi rừng. Nhưng mà đó mình đã làm xong clip con Maloc đi rừng nên thôi anh em xem đỡ nha. Con Maloc bữa nay mình đem đi rừng lên Full Dam luôn. Thì mọi người nghĩ tới con Maloc thì sẽ hình dung nó là một con tướng tăng cơ đấu sĩ đi support hoặc là đi đường tà thần, chứ không có đi ai mà đem đi rừng bao giờ hết. Thì bữa nay mình đem đi rừng coi nó mạnh không. Đây, quẹt con Helen một cái nè, đó chết liền. Cái con Maloc này mình thấy là đi rừng farm cũng ok, là nhanh hơn con Aliku rất nhiều. Rồi thấy mắt vô xanh rồi đó. Rồi chăm bụi nè. Rồi xong luôn. Hai thằng, mấy cái thằng cô hồn nó thấy cầm mấy con tướng lạ lạ đi rừng là nó qua nó hỏi thăm bồ của tôi à. Nó thấy tôi mỏng manh yếu đuối rồi thằng này nó băng trụ luôn chứ. Đéo, quẹt nó coi. Nè, luyện ngục nè, dính đựng đứa. Rồi, đau quá, lùi. Nó có con Helen bút máu dữ quá. À, Vera nè. Đó, quẹt một cái là Vera lên bảng liền. Vera là vợ của Maloc. Mình nghĩ mày là vợ người ta không dám đánh mày nha mày. Búp bị lùn. Trận này mấy cái khúc mà mình farm chắc là mình tua nhanh đi. Mình để chậm mấy cái đoạn mà combat thôi, đóng như pha này nè. Đó, nó băng chủ nó hấp diêm AD mình rồi ba đứa lần. Tụi bên nó nghĩ là nó có con Helen cho nên nó đánh hơi bú láo. Công nhận tụi ghét mấy thằng quỷ đánh hổ báo ghê nha. Farm cũng không yên với tụi nó nữa. Đó, vừa mới nói thằng quỷ Murat nó bay vô kìa. Hên là tôi có chừng trị kịp á. Hồi là mất cái bộ đỏ vô nó rồi. Đi ra lụm nó nè. Rồi nó giật bóng về. Nó thấy mình đông quá nó lùi. Đi vô hỏi thăm bộ xanh tụi nó coi. Murat còn đây nè. Đó, thấy cái bóng của nó rồi đó. Mày giật qua đây. Rồi, canh bóng nó đi. Để anh luyện ngục một phát nè. Đó, lên bảng liền. À, tôi lấy thịt đèn người mà cái chiêu lấy thịt đèn người của con Maloc này nó rất là lợi hại. Được kích hoạt sát thương chuẩn nữa. Rớt xuống một cái. Chém bay màu liền. Rồi thêm hai nhóc này nữa. Mày gặp tao mày không sợ đi. Đó, chém toàn ngàn máu không á. Coi mày sống nổi không. Thêm Wolcat nó leo lên ngựa nữa. Càng hết. Chắc con Helen nó hồi máu luôn á. Con này là sát thương chuẩn mà chém một cái là 1.000-2.000 máu không à. Helen chịu sao nổi, úp sao nổi. Ngu vừa con, dính ngay cái đạn thằng Quang luôn, khỏi về. Cho mày đi quá tiễn về luôn. Mọi người nghĩ là đi Maloc đi rừng là phải lên rìu Leviathan hay không? Mình lên luôn cái kiếm luôn, chém cho nó đau. Chém tụi nó mới sợ. Thấy cái thương xuyên phá giờ này nó đang rẻ mà nó hot nữa, cho nên mình lên thử coi, tại vì team địch cũng không có quá trâu. Rồi thằng quỷ hai giơ tay nó sấy tôi chết rồi. Trả thù cho anh đi. Đó, bạn vậy chứ. Nè, combat ở ngay đường mid đây nè. Bay vô luyện ngục dính được hai đứa, quẹt mỗi thằng 1000 máu. Chia ra đó, quẹt thêm cái nữa 1700 máu. Rồi quá phê luôn anh em ơi. Đâu, thằng này lơm cơm nữa. Bây giờ là tôi để tôi lên thêm cái nanh nữa là thôi, quẹt tụi nó là bèo lắm cũng phải 3.000 máu một đứa. Đó, lên nanh 3.000 máu một đứa chuẩn bị nè. Tôi là tôi không có lên cái đao chi hồn đâu, lên luôn cái thương xuyên phá. Tại vì con Maloc này chém sát thương chuẩn mà, Helen nó hồi máu, cho nó hồi, đâu sợ.
mấy con quỷ Hayate em thấy ma lóc nó khoái lắm, lù đù nó đi nó thả diều được, vô farm tiếp thọt hồi là không giết được tụi nó. Nó chém mù mắt luôn chứ, con quái không chém chém vô tường rồi bên kia lại đánh nhau nữa, rồi nó xâm chiếm bộ đỏ của tôi rồi mọi người ơi. Thêm cái thằng Murat này nữa, tao không xử mày, tao không phải là ma lóc nha mày, mày đợi đó đi, mày đợi tao có đồ đi, tao vô tao chém mày rớt này luôn con. Nè thấy cái bóng quỷ Murat ở đây nè, nhảy vô rồi nó lướt nó đi rồi, nó lẹ quá. Công nhận con ma lóc này nó lù đù thiệt chứ, đi rừng mà có cảm giác đi găng rất là khó được cái chém sát thương chuẩn đau thôi, chứ mà con này mà sao mà đi bắt được người, gặp mấy con cơ động như hay te là khỏi bắt luôn, nó lướt một cái là thôi. Nè chém nè, rồi quỷ thánh bú liếm bị rắc, nó bú mạng của tôi rồi anh em ơi. Thôi lùi xíu đi, ép không được rồi, về farm lụm con tà thần này gái. Công nhận mũi mấy thằng này nó thính như con chó vậy đó, nó thấy tụi ăn tà thần nó bay qua nó KS liền, luyện ngục dính ba đứa quẹt một phát nè. Con Helen nữa, mày chạy đi đâu mày nhắm mày búp nổi không, tao chế một cái là cũng 2000 máu hơn rồi nha con. Tôi coi clip của nhiều người thấy mấy cái cảnh farm nó chán cho nên thôi, clip của tôi thì tôi tua nhanh mấy cảnh farm, mấy cảnh đánh thì tôi mới để chậm này bình thường cho anh em coi cho rõ thôi. Thì farm có gì đâu coi, farm cũng vậy, bùa xanh bùa đỏ lính mid lính top rồi luyện ngục nè, dính được ba đứa quẹt đó, quá đẹp luôn. Bật hiên lên bay vô rồi Volcat lên ngửa bay chậm luôn kìa. Vô coi bú được nào không? Nè, Helen nè, một quẹt lên bảng. Rồi công nhận con ma lóc này nó chiếm đau thiệt. Rồi đau như bò đá luôn á. Chém phát là chết. Rồi quỷ Murat bay nữa nó giết tôi luôn. Thôi, tới giờ đi ăn cơm nữa rồi. Mẹ lại kêu. Không có bình luận hết clip cho anh em được đâu. Anh em coi vui vẻ nha. Anh em thấy hay thì ủng hộ tôi một lượt đăng ký kênh để tôi có động lực làm video tiếp theo nha. Bye bye.